để thử xem vợ có ngoại tình hay không. Các bạn thân mến, phải làm sao khi mà cảm thấy hình như là vợ mình đang có một người đàn ông khác bên ngoài? Liệu có cách thử vợ ngoại tình nào để xác định được nghi ngờ này hay không? Đây có lẽ là một trong những câu hỏi được không ít người đàn ông quan tâm. Dẫu biết rằng hôn nhân là một mối quan hệ luôn đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau, thế nhưng cũng không thể phủ định được rằng luôn có những sự việc, những sự nghi ngờ vẫn tồn tại giữa các cặp đôi. Đặc biệt là sự nghi ngờ về tính chung thủy của người bạn đời. Những nghi ngờ nếu như không được giải quyết sớm thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của đôi lứa. Sự nghi ngờ âm ỉ mà nó cháy bùng lên và bị dồn nén thì rất dễ khiến cho những người đàn ông mất kiểm soát, có những hành động bốc đồng không đáng có. Tuy nhiên cũng không thể vì một chút nghi ngờ chưa xác thực mà vội vàng kết tội người bạn đời của mình, đúng không? Chính vì vậy, việc thử xem vợ mình có ngoại tình hay không là một trong những điều tôi nghĩ cũng rất quan trọng đấy. Các anh có thể kiểm tra thông qua một vài các cách sau đây để xác minh rõ hơn. Hãy xem liệu rằng những nghi ngờ dành cho người bạn đời của mình có đúng hay không bằng những cách sau đây nhé. Cách đầu tiên là các anh hãy thử kiếm cớ đi đâu đó xa xôi một vài ngày xem. Nếu như bạn đã nghi ngờ vợ ngoại tình thì nên tìm cớ đi đâu đó vài ngày, đi xa càng tốt. Bạn sẽ rất khó tìm kiếm được gì khi mà chỉ quanh quẩn bên cô ấy ở nhà. Dù vợ bạn có nhân tình thật, cũng không dám để lộ điều gì khi có bạn bên cạnh, đấy là điều đương nhiên. Phụ nữ cũng là một giới khá kín đáo, nên cũng không dễ để bộc lộ việc ngoại tình của mình cho chồng thấy ngay ở đâu. Chỉ khi cô nàng cảm thấy an toàn và cởi bỏ được sợi dây phòng bị thì mới có thể tìm thấy được manh mối ngoại tình. Vì vậy cách tốt nhất vẫn là giấu mặt trong bóng tối để xem những hành động của vợ mình như thế nào. Hơn nữa, xa vợ vài ngày cũng khiến cho tâm trí và cảm xúc của bạn lắng dịu trở lại. Từ đó bạn có thể soi xét kỹ hơn hoàn cảnh của mình ở hiện tại để có thể có những biện pháp xử lý cho phù hợp hơn. Bạn có thể tìm lý do để rời khỏi nhà khoảng từ 1-2 ngày thôi cũng được. Là đàn ông thì bạn sẽ có vô vàn lý do chính đáng để sử dụng. Trước khi đi, bạn có thể lắp thêm camera, máy ghi âm ở những nơi mà vợ mình sinh hoạt. Dù ở xa nhà thì bạn vẫn có thể kiểm tra vợ mình được, đúng không? Hơn nữa, bạn cũng sẽ có đủ chứng cứ nếu như cô ấy dắt người đàn ông khác về nhà hoặc là đi đâu đó vào những khung giờ bất thường. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ thường không dám dẫn nhân tình về nhà. Nguyên nhân là bởi vì họ còn sợ những hàng xóm láng giềng dị nghị hay là sợ bị bắt quả tang bất ngờ nữa chứ, đúng không? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc gắn những thiết bị theo dõi này ở nhà cũng ít nhiều giúp các bạn truy lùng và suy luận về một số việc đấy. Cách thứ hai để thử xem vợ mình có ngoại tình hay không, đó chính là thử cài định vị trong điện thoại của vợ. Việc cài đặt định vị trong điện thoại để giám sát từ xa là một trong những cách thử khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, được nhiều người áp dụng. Cách này giúp cho các anh không mất thời gian kè theo dõi vợ cả ngày mà vẫn có thể phát hiện vợ mình ngoại tình một cách chính xác. Hiện nay thì có khá nhiều phần mềm và nhiều thiết bị có tính năng định vị. Khi cài đặt xong trong điện thoại thì chúng sẽ hiển thị cho người dùng vị trí mà mình đang đứng trên bản đồ. Vì vậy bạn có thể biết chính xác vợ mình đang đi đâu khi cài đặt định vị đó. Loại phần mềm và thiết bị này cũng khá kín đáo. Chị em phụ nữ lại đa phần là những giới ít am hiểu về công nghệ thông tin, thế nên chị em ít nhiều cũng khó phát hiện ra. Bạn cũng có thể sử dụng để hỗ trợ vợ mình trong nhiều trường hợp như là lạc đường chẳng hạn. Đôi khi chỉ cần các anh khéo léo và tinh tế một chút thôi với một vài những lý do nho nhỏ như vậy thì cũng có thể giúp cho các anh hợp thức hóa việc cài một số phần mềm vào điện thoại của vợ. Cách thứ ba đó là hãy kiểm tra điện thoại của vợ một cách bất ngờ. Kiểm tra điện thoại là một cách thử vợ ngoại tình được các anh dùng nhiều nhất ngày nay bởi vì nó khá đơn giản. Bất kỳ ai cũng có thể để lại dấu vết nào đó trong điện thoại của mình khi ngoại tình. Bình thường bạn có thể để vợ tự do và riêng tư với chiếc điện thoại của mình, nhưng bạn vẫn bí mật kiểm tra khi mà phát sinh những nỗi lo lắng, sự bất an về sự chung thủy của vợ. Nếu như cô ấy có nhân tình bên ngoài, bạn sẽ phát hiện sớm hơn thông qua cách này. Tuy nhiên thì việc kiểm tra điện thoại cũng nên thực hiện bí mật, tránh để cho vợ phát hiện. Bởi vì chị em phụ nữ có thể rất dễ bị tổn thương vì lòng nghi ngờ vô căn cứ của chồng đấy. Hoặc là cô ấy vì biết trước chồng sẽ kiểm tra điện thoại nên sẽ xóa sạch mọi bằng chứng. Nếu như bản thân thật sự đang vụng trộm, bạn cũng không cần kiểm tra quá thường xuyên khiến cho vợ mình nghi ngờ đâu. Hãy kiểm tra trong lòng cảm thấy bất an thôi, để biết rằng bản thân mình quá đa nghi hoặc là mình quá tin tưởng vợ mình thôi.
đừng thực hiện việc này quá thường xuyên các bạn nhé. Và nếu như khi kiểm tra điện thoại của vợ, các bạn thấy rằng cô ấy thường xuyên liên lạc với một số điện thoại, thế nhưng chúng lại không được lưu tên hoặc là chỉ lưu bằng những ký hiệu rất bí ẩn, thậm chí cô ấy còn xóa luôn cả số điện thoại này ngay sau khi gọi điện, nhận cuộc gọi. Bạn đã úp mở hỏi cô ấy về những số điện thoại này, nhưng cô ấy một mực từ chối trả lời thành thật. Hay là danh sách wifi của vợ xuất hiện rất nhiều địa chỉ lạ. Địa chỉ này có thể là của một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Bằng một cú điện thoại, bạn sẽ xác minh nhanh được số điện thoại lạ đó là của ai, hoặc địa chỉ wifi mà vợ đã từng dùng nằm ở đâu. Các dấu hiệu ngoại tình của vợ có thể nằm trong danh sách cuộc gọi và danh sách wifi trong điện thoại mà cô ấy sử dụng đấy. Các bạn hãy chú ý một chút về vấn đề này khi kiểm tra điện thoại của vợ nhé. Cách thứ tư để thử xem vợ có đang ngoại tình hay không, đó chính là hãy thử khơi gợi và nói chuyện về chủ đề ngoại tình với vợ. Bạn chẳng cần làm gì để thử xem vợ mình có ngoại tình bên ngoài hay không. Chỉ cần một cuộc nói chuyện vui vẻ, cởi mở, với một đôi mắt đủ tin tưởng, có lẽ cũng đã là đủ với những người đàn ông tinh tế. Cảm xúc thường được biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, và chị em phụ nữ thì lại càng khó giấu được tâm hồn của mình, trừ khi vợ bạn là một diễn viên chuyên nghiệp và giỏi che đậy cảm xúc của mình. Bằng không thì cảm xúc trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể có thể đang tố giác cô ấy. Trong không khí vui vẻ, bạn có thể đột ngột nói về chủ đề ngoại tình. Một câu chuyện về anh bạn thân bị vợ cắm sừng, một bộ phim ngoại tình trong đời sống hôn nhân, hay về chính chủ đề của kênh chúng tôi chẳng hạn. Sau đó, bạn hãy cẩn thận quan sát xem vợ bạn sẽ tương tác ra sao với những chủ đề này. Cô ấy vẫn tự nhiên chia sẻ quan điểm và lập trường của mình, hay cô ấy bỗng nhiên giật nảy mình toát mồ hôi, đôi mắt đảo liên tục và không muốn nói gì nữa. Bạn nên cẩn thận khi thấy vợ mình lúng túng, sượng sùng, bao biện và né tránh khi nói đến những chủ đề này. Biết đâu cô ấy cũng là một nhân vật giống như những câu chuyện mà chúng tôi đang kể thì sao? Cách thứ 5 để thử xem vợ mình có ngoại tình hay không, đó chính là các bạn hãy thử đột ngột gặp vợ mà không báo trước. Đương nhiên, cả bạn và vợ đều có những công việc riêng, có cuộc sống bên ngoài xã hội riêng, vậy nên không thể nào kiểm soát nhau 24/7 được, và cũng không cần thiết phải làm như vậy. Làm như vậy rất dễ khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên bí bách và ngột ngạt. Thế nhưng cũng như vậy mà nó lại là cơ hội để cho người đàn ông khác đang gần đến với người vợ của bạn hơn. Giả sử như là bạn đột ngột ghé vào công ty cô ấy ăn trưa, đón cô ấy lúc tan làm, hoặc là tạo một cơ hội chạm mặt khi mà cô ấy có tiệc tùng riêng tư bên ngoài thì sao? Những cuộc gặp, cuộc hẹn không được báo trước này sẽ cho bạn biết cô ấy có làm điều gì đáng xấu hổ so với bạn hay không. Cách thử vợ ngoại tình thứ 6, đó chính là hãy thử làm người để theo dõi vợ. Tất nhiên đây là một trong những cách cuối cùng mà chúng tôi gợi ý đối với các bạn. Những lần ra ngoài của vợ khiến cho bạn cảm thấy không yên tâm một chút nào. Cô ấy có thể đi hẹn hò với người đàn ông nào đó sau khi hôn tạm biệt bạn thì sao? Với những lý do này thì bạn có thể theo dõi vợ. Thay vì ngồi ở nhà lo lắng, suy nghĩ, đoán giả, đoán non và nghi ngờ, thì cũng hãy thử một lần theo dõi vợ mình xem. Điều này ít ra cũng sẽ giúp các bạn không còn bận lòng về vợ vào ngày hôm ấy, không còn phải ngồi ở nhà với tâm trạng như lửa đốt, rồi nghĩ ra đủ những thứ linh tinh. Rồi lại chính vì điều này lại khiến cho gia đình ngày càng bất hòa hơn vì những mối nghi ngờ không được giải quyết của mình. Thôi thì các anh đi theo dõi vợ luôn đi. Mặc dù đây là một cách chúng tôi cũng không khuyến khích, và có lẽ cũng không có người vợ nào cảm thấy thoải mái khi phát hiện ra chồng mình đang theo dõi mình đi đâu và làm gì. Thế nhưng tôi nghĩ nó còn tốt hơn là việc các anh ở nhà đoán giả đoán non và suy nghĩ rằng vợ mình đã có những hành động sai trái, rồi về lại giận hờn nhau vô cớ, kiếm cớ cãi nhau, thì đấy lại là điều tai hại hơn nữa. Đôi khi những cách thử ở trên thì tôi biết rằng nó chỉ ở mức độ tương đối và mang tính gợi ý đối với các bạn. Có lẽ rằng là quá sớm để có thể khẳng định một điều gì đó nếu như không bắt tận tay dây chặt chán. Bởi vì tôi biết rằng đây là một trong những điều rất quan trọng. Việc phát hiện ra vợ ngoại tình hay không nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hôn nhân gia đình, tương lai những đứa con của các bạn. Bạn không nên vội vàng kết luận rằng vợ mình ngoại tình chỉ vì những nghi ngờ chưa được xác minh, và cũng không nên giữ im lặng một cách khư khư trong lòng, vì sẽ có lúc nó làm cho bạn phát điên lên. Trong khi đó, đối với vấn đề vợ ngoại tình thì cần được phát hiện lại càng sớm càng tốt thì mới có thể giải quyết được hiệu quả. Để đến khi lâu hơn, tình cảm sâu đậm hơn,
thậm chí là cô ấy lại còn có thể có con riêng với nhân tình. Thiếu niên rất khó có thể cứu vãn. Chính vì vậy, bạn cũng nên xác minh bằng những cách trên, cách nào phù hợp, cách nào tối ưu với mình nhất để tìm ra được câu trả lời cho mình nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ sớm tìm ra được đáp án mà mình hằng mong chờ. Và tôi hy vọng rằng với những cách thử trên thì các bạn đều phát hiện ra rằng vợ mình vẫn một lòng son sắt. Cô ấy chỉ đơn giản là hôm ấy bận việc hơn một chút nên về muộn. Điện thoại dạo này công ty nhiều việc nên cầm điện thoại nhiều hơn. Tôi hy vọng đáp án anh tìm thấy chỉ đơn giản là như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng với chúng tôi trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này cũng đã giúp cho các bạn có thêm một vài cách mới để giải tỏa những băn khoăn, những suy nghĩ đang trằn trọc trong đầu mình mấy lâu nay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.